Dù ở vũ trụ nào thì cái tên Titan TV Man cũng là một trong những thế lực, sức mạnh của anh chàng này quá là bá đạo và nó đã khiến cho bất kỳ ai cũng phải há hốc mồm và trầm trồ khen ngợi khi anh thể hiện sức mạnh đã 26 tập trôi qua và đây là lần đầu tiên xuất hiện trong vũ trụ của Doom Studio. Thế nhưng phải công nhận rằng có lẽ cho tới thời điểm hiện tại, Titan TV Man là người khiến mình cảm thấy ấn tượng nhất trong số các nhân vật trong bộ phim này. Bởi cứ tưởng rằng sau khi được nâng cấp và trở thành một quỷ vương thì Titan Drew Man đang là người mạnh nhất hiện tại. Thế nhưng không, sau tập 26 này thì cái danh hiệu ấy có lẽ đang bị lung lay và Titan TV Man đã trở thành một đối thủ xứng tầm cạnh tranh ngôi vương với Titan Drew Man rồi. Hai anh chàng này đã làm một trận solo vô cùng mãn nhãn để chiêu đãi cho người xem chúng ta. Và điều đặc biệt là giờ đây, con tin mang tên Drew Woman đã phát huy tác dụng. Nó đã khiến cho Titan Drew Man đóng vai kẻ phản diện bất đắc dĩ và phá hủy căn cứ của tộc đồng hồ. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Titan TV Man đang mạnh tới mức nào? Chào mừng các bạn đến với Benchy Điện Tử. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau phân tích và giải mã toàn bộ bí ẩn trong tập 25 của Skibidi Toilet Multiverse nhé! Trước khi bắt đầu thì mình muốn giới thiệu với các bạn về một con game trong map Only Jump ở tựa game Only World. Và các bạn biết gì không? Đồ họa của map này sẽ là đồ họa 3D thay vì chỉ là đồ họa hình hộp như bình thường đấy. À mà mình thấy bảo là Mini World đợt này cập nhật đã cho phép người chơi tải thêm mô hình 3D ở ngoài vào để chèn vào map luôn đấy nhé. Vừa vào game thì các bạn sẽ bắt đầu hành trình chạy đua qua các chướng ngại vật. Nào là các hình hoa, di chuyển qua lại các rào trắng ngang trên con đường. Tuy nhiên, đừng thấy thế mà nghĩ là dễ, bởi vì dưới chân bạn nếu không để ý thì sẽ lọt xuống vực như mình đây. Thêm nữa, để chiến thắng con game này thì bạn phải vượt qua mọi thử thách thật nhanh để đua thời gian và như trong bảng xếp hạng thì với thời gian như rùa của mình chắc là mình out top luôn rồi. Thêm nữa, các bạn có thể mua những vật phẩm như tăng tốc độ di chuyển, hỗ trợ bạn bay, mua thêm huy hiệu anh hùng để giúp bạn bay lâu hơn. Mà cái map bắt cua này level càng cao thì càng về sâu lại càng khó chơi, không biết là ai có thể phá đảo ngay trong lần đầu tiên không nhỉ? Mấy anh em tải về rồi trải nghiệm thử rồi sau đó nói cho mình biết với nhé. Và mình có để link tải game trong phần mô tả và phần bình luận đấy, các bạn có thể tải về để trải nghiệm nhé. Tập phim bắt đầu bằng khung cảnh mà ta đã thấy ở cuối chap trước đó, là khung cảnh mà người anh hùng của tộc Cameraman, Titan Cameraman, đang bị Titan Drewman bóp cổ và chuẩn bị muốn cắn đứt đầu người đồng nghiệp của mình. Tuy nhiên, thay vì để cho Titan Drewman làm trước đó, thì Titan Cameraman đã quyết định tự bẻ cánh tay của mình và nhét vào miệng của trưởng tộc người Drew luôn cho nó lẹ. Điều này chứng tỏ rằng việc tháo khớp tay của mình ra như thế không hề gây đau đớn cho Titan Cameraman và nó như thể nói lên rằng việc tháo ra lắp lại như thế này đã được thực hiện nhiều lần trước đó. Có lẽ là Titan Cameraman cũng đã làm điều này quen rồi nên nó mới thành thục như thế này. Titan Drewman từ từ lấy cánh tay ra khỏi miệng mình và rồi sau đó nhét nó vào máy nghiền ở giữa ngực. Sau đó, những hạt phát sáng lẫn tia lửa điện bắt đầu phát ra. Vì điều này có nghĩa rằng cái máy nghiền này nó đã hấp thụ năng lượng từ cánh tay của Titan Cameraman. Bằng chứng là một giây sau, Titan Drewman đã mở miệng của mình ra và giải phóng một luồng năng lượng laser khổng lồ. Titan Cameraman cũng đã đáp trả bằng tia laser bên tay trái của mình. Thế nhưng các bạn nhìn vào hai luồng laser này thì chẳng khác nào như bố với con vậy. Chúng ta đã thắc mắc về việc luồng laser của Titan Drewman nó bắn ra từ lõi hay từ vị trí nào khác và trông nó như thế nào thì bây giờ đã có câu trả lời. Mặc dù là tia laser của Titan Cameraman trông nhỏ và yếu hơn rất nhiều, thế nhưng chính vì nó nhỏ nên nó đã len lỏi qua các kẽ hở và rồi bay thẳng vào mặt của Titan Drewman. Ở chiều hướng ngược lại thì Titan Cameraman cũng đã ăn một lượng lớn sát thương từ luồng laser khổng lồ kia. Rõ ràng là khi solo với nhau thì trưởng tộc người Cameraman không phải là đối thủ của trưởng tộc người Khoan rồi. Và nếu còn nhớ trong trận solo với Pennywise Skibidi Toilet, tia laser của Titan Cameraman rất lực và nó gần như có thể hủy diệt bất kỳ đối thủ nào nhận phải. Thế nhưng trong khung cảnh này thì chính Titan Drewman đã ăn luồng laser đó và kết quả như nào thì các bạn cũng có thể thấy, không có bất kỳ một vết thương nào trên người của Titan Drewman cả. Titan Drewman ngay sau đó cầm lấy chiếc lưỡi hái của mình lên chuẩn bị cho một trận tử chiến và điều này chứng tỏ rằng Titan Drewman đã mất hết lý trí. Anh thực sự đang muốn giết chết tất cả những thành viên đang có mặt trong phe liên minh hiện tại. Ở chiều hướng của Titan Cameraman thì giờ đây cánh tay phải của anh đã bị gãy hoàn toàn và anh đang ngồi khuỵu gối ôm lấy nó. Đau đớn là điều không thể tránh khỏi, nhưng Titan Cameraman vẫn lấy hết sức để trụ vững. Thế nhưng nhiều đó là không đủ để có thể chạy thoát khỏi một Titan Drewman đang rất khát máu. Giờ đây anh chỉ còn biết cách ngồi và chờ đợi cái án tử mà thôi. Tuy nhiên, đúng lúc này thì một giọng nói được vang lên và nghe cái giọng nói quen thuộc bị đảo ngược này thì ta cũng biết đó là vị hảo hán Gigachad nào. Titan TV Man nói rằng "This has gone too far", dịch ra có nghĩa là chuyện này đi hơi xa rồi đấy. Và rồi xuất hiện trong làn khói đen với dáng vẻ siêu ngầu. Nhìn qua ngoại hình của Titan TV Man ở vũ trụ này thì chúng ta không có thấy được sự khác biệt nhiều lắm với ngoại hình của vũ trụ Dafu. Khác biệt rõ nhất mà chúng ta thấy được có lẽ là ở thanh kiếm bên tay phải của Titan TV Man. Mỗi khi anh vùng nó đi, thay vì tạo ra những tia sét điện thì giờ đây nó sẽ tạo ra một làn hạt lấp lánh phát sáng màu tím trông khá là đẹp và ngầu.
Thực sự mà nói thì mình rất bất ngờ với animation lẫn đồ họa mà Doom Studio đã tạo ra trong tập này. Chỉ cần để ý một chút thôi là ta có thể nhận ra đây là tập phim mà họ đã rất đầu tư và chăm chút về mặt hiệu ứng lẫn hình ảnh. Có thể vì đây là tập mà Titan TV Man lần đầu tiên debut nên họ đã bỏ thời gian nhiều hơn vào những chi tiết nhỏ để khiến cho người xem cảm thấy ấn tượng về người anh hùng của tộc TV. Dù gì thì anh chàng này cũng đã mất hút trong 25 tập chính thức và chỉ mới xuất hiện trong những tập blooper hay những tập Christmas Special mà thôi. Titan TV Man giơ cánh tay của mình lên để bắn một loại súng gì đó. Và ở khung cảnh này thì ta có thể thấy là anh cũng có một chiếc đồng hồ ở ngay cánh tay nhằm chống lại những cú bắn ngừng động thời gian. Điều này chứng tỏ rằng tộc đồng hồ cũng đã giúp đỡ cho anh chàng này. Với việc quay trở lại và kịp thời như thế này thì cũng đồng nghĩa là Titan TV Man đã giải quyết xong nhiệm vụ bí ẩn mà chúng ta đã được thấy trong vài tập trước đó. Sau khi bắn viên đạn của mình thì nó nhanh chóng tạo ra một lỗ hổng không gian, rồi sau đó hút mọi thứ vào, kể cả là một người có cơ thể khổng lồ như Titan Drewman cũng bị nó hút đi. Và với lực hút kinh hoàng của viên đạn không gian đó, nó đã khiến cho Titan Drewman bị sao nhãng. Với nhân cơ hội này, Titan TV Man đã giúp đỡ cho người đồng đội đang bị thương của mình bằng cách đưa cho Titan Cameraman một cục Rubik, sau đó bảo rằng use it. Dịch ra có nghĩa là hãy dùng nó đi. Và rồi sau đó, Titan Cameraman biến mất sau làn khói đen. Điều này cũng khá là thú vị đấy chứ. Ở vũ trụ của Dafu thì ta có thể thấy là những thành viên trong tộc TV có thể dịch chuyển người khác đi về nơi mà mình muốn. Tuy nhiên, khả năng đó yêu cầu chính người dịch chuyển cũng phải đi theo người được dịch chuyển. Vậy thì nếu như ta muốn đưa người khác đến vị trí mà họ cần nhưng bản thân vẫn ở lại vị trí hiện tại thì sẽ như thế nào? Thì Doom Studio đã trả lời cho câu hỏi đó bằng cách sử dụng một thiết bị trung gian, và cụ thể trong tình huống này là một cục Rubik. Khi Titan Cameraman cầm nó lên thì Titan TV Man sẽ kích hoạt sức mạnh của mình, khiến cho Titan Cameraman ngay lập tức quay trở về căn cứ hoặc là một nơi nào đó. Nhưng theo mình nghĩ là với việc bị thương như thế này thì Titan Cameraman sẽ được đưa về căn cứ. Quá là thú vị phải không nào? Titan Drewman cố gắng giãy giụa để thoát ra khỏi lực hút, thế nhưng nó cũng không có tác dụng và anh chỉ có thể ngắm nhìn Titan Cameraman quay trở về căn cứ. Đúng lúc đó thì lỗ đen cũng đã hết tác dụng và trận chiến hoành tráng nhất giữa hai Titan cũng đã bắt đầu. Titan TV Man rút kiếm của mình ra và anh ấy bảo rằng "Don't make me do this." Dịch ra có nghĩa là đừng bắt tôi làm điều này. Rõ ràng là Titan TV Man không muốn đánh nhau với người đồng đội của mình chút nào. Thế nhưng, nhìn vào sát khí mà Titan Drewman tỏa ra thì dù có muốn hay không, chắc chắn phải có một trận đánh diễn ra ở đây rồi. Titan Drewman vác lưỡi hái của mình lao lên và nhìn biểu cảm gương mặt của Titan TV Man như kiểu ôi trời, hết nói nổi với thanh niên cứng đầu này rồi. Titan TV Man buộc phải chiến đấu chứ không còn cách nào khác cả. Trưởng tộc người TV nói rằng as you wish. Dịch ra có nghĩa là nếu như ông muốn. Ngay sau đó, Titan Drewman tung ra một cú đấm vào người của Titan TV Man. Thế nhưng anh chàng này rất nhanh và chỉ cần một cú lách là có thể né được đòn tấn công đó. Nói đúng hơn thì không chỉ một mà là đến hai đòn dash liên tục với kích cỡ thon gọn, không quá to cũng không quá nhỏ. Nó đã khiến cho Titan TV Man trở nên lợi thế hơn so với Titan Drewman trong việc phản xạ. Và các bạn có thể thấy là ngoại hình của anh chàng này giống hệt như một võ sư vậy. Sau một hồi giao chiến thì Titan TV Man cũng đã cắt được một mảnh giáp của Titan Drewman. Sau đó anh lùi lại và rồi giải phóng năng lượng từ lõi của mình để tấn công. Có thể thấy, luồng sức mạnh từ lõi của vũ trụ Doom Studio khá là khác với vũ trụ của Dafu. Và đây là một điều khá là thú vị. Năng lượng này giống hệt như một vụ cháy, chứ không hẳn là một cú blaster mà Titan TV Man của vũ trụ Dafu đã thể hiện. Và mình khá là thích điều đó, bởi vì nó có chất riêng, chứ không hẳn là vũ trụ nào cũng giống nhau. Thì nó khá là chán đúng không? Titan Drewman lúc này đã rơi vào thế phòng thủ và anh sử dụng đến kỹ năng hồi tưởng đại pháp. Với khả năng này, dù cho có loser hay đáy xã hội đi chăng nữa, cũng sẽ thức tỉnh thành chùm cuối mà thôi. Lúc này, Titan Drewman càng điên loạn hơn nữa và bắt đầu vung chiếc lưỡi hái của mình một cách điên cuồng. Chiếc đuôi của Titan Drewman đã khiến cho Titan TV Man bất ngờ, vì điều này khiến cho chủng tộc người TV ngã xuống mặt đất. Nhân cơ hội đó, Titan Drewman chuyển tay của mình sang thành mũi khoan và rồi nhanh chóng đâm nó vào mặt của Titan TV Man để kết liễu. Thế nhưng, Titan TV Man đã đoán trước được điều đó và anh cũng nhanh chóng tách đầu của mình ra và rồi sau đó đánh Titan Drewman bằng chính cái màn hình đã được phân tách này. Chưa dừng lại ở đó, Titan TV Man tiếp tục điều khiển thần của mình từ xa rồi chém đứt cánh tay mũi khoan của Titan Drewman. Điều này khiến cho chủng tộc người khoan vô cùng bất ngờ khi có một ai đó làm được điều không ngờ tới này. Đánh nãy giờ cũng đã khá lâu rồi, nhưng Titan Drewman vẫn chưa đánh được một đòn nào lên người của Titan TV Man. Cũng dễ hiểu mà thôi, vì ta có thể thấy rõ sự khác biệt về mặt tốc độ của hai người này. Thậm chí là với sự cơ động nãy giờ của Titan TV Man, ta có thể khẳng định hiện tại anh đang có phản xạ và tốc độ nhanh nhất trong những Titan rồi đấy nhỉ đúng không? Titan TV Man sử dụng kỹ năng dịch chuyển cánh tay của mình và cắt đi một cái sừng trên đầu của Titan Drewman. Điều này khiến cho Titan Drewman càng trở nên tức giận hơn nữa. Anh chàng này điên cuồng và giận dữ tấn công, tới mức mà mỗi cú đánh của Titan
Andrew Mann đều khiến cho mọi thứ trở nên chấn động, kể cả là không khí xung quanh. Titan TV Man cũng trở nên nghiêm túc hơn bằng việc kích hoạt cơ chế chiến đấu nâng cao của mình. Màn hình TV của anh bắt đầu thay đổi và những bộ giáp cũng đã được bó gọn lại. Titan TV Man chửi thề một câu rằng "Shut the F up", có nghĩa là im mồm đi. Và rồi sau đó anh bắn hai móc xích vào người của Titan Drewman. Tuy nhiên nó lại là một nước đi sai lầm lớn, chẳng khác gì tự đưa mình vào cửa tử cả. Vì Titan Drewman vô tình là có thể bắt được Titan TV Man, kéo anh chàng này lại gần mình hơn. Và rồi sau đó tung một cú đấm trời giáng vào người của Titan TV Man. Cú đánh đó rất là chí mạng, nhưng Titan TV Man vẫn có thể nén cơn đau và tiếp tục đứng dậy. Titan Drewman tiếp tục sử dụng tia laser của mình một lần nữa, nhắm thẳng vào lõi của Titan TV Man, tưởng rằng đây là dấu chấm hết. Thế nhưng không, anh chàng này có khả năng hấp thụ năng lượng đến từ kẻ khác. Đây là một kỹ năng rất bá đạo bên vũ trụ của Dafu, và điều tương tự cũng đã xảy ra ở đây. Lõi của Titan TV Man hoạt động liên tục sau khi anh hấp thụ xong và trả ngược nó lại cho Titan Drewman, thậm chí là còn mạnh hơn rất nhiều nữa. Titan Drewman bật ngửa và không thể chịu nổi được nhiệt sau cú bắn đó. Và có lẽ nếu như Titan TV Man tiếp tục lao lên và tung một cú chém nữa, thì giờ đây chúng ta sẽ biết được kết quả của trận chiến này. Tuy nhiên anh không làm vậy, vì mục đích của anh ở đây chỉ muốn giúp cho Titan Drewman tỉnh ngộ lại mà thôi. Hơn nữa là bây giờ, cả hai Titan này đều thấm mệt. Và rồi thực sự mà nói thì họ khá là ngang tài ngang sức với nhau, kẻ tám lạng người nửa cân. Ta sẽ không biết được kết quả của trận chiến này bởi vì đám Skibidi Toilet đã xuất hiện ngay sau đó. Với mục đích của đám này ở đây đó là muốn đánh đuổi Titan TV Man và lôi kéo Titan Drewman về phe mình. Vậy nên chúng đã không tấn công Titan Drewman mà hướng thẳng về phía của trưởng tộc người TV. Chính Titan TV Man cũng nhận ra điều đó, vậy nên anh nói rằng Back to Secret Missions, dịch ra có nghĩa là quay trở lại với nhiệm vụ bí mật thôi. Và rồi sau đó bỏ đi. Điều này chứng tỏ rằng nhiệm vụ bí mật của Titan TV Man vẫn còn đang dang dở. Và vì tình thế quá nguy cấp, vậy nên Titan TV Man đã phải bỏ nhiệm vụ của mình đang làm để đến đây hỗ trợ cho Titan Cameraman, cũng như là khiến cho Titan Drewman tỉnh ngộ lại. Nhưng biến cố đã xảy ra và đám Skibidi Toilet đã đến kịp lúc. Vậy nên anh đã không làm được điều đó và buộc phải quay trở lại đi làm nhiệm vụ bí mật. Đám Skibidi Toilet sửa chữa cho Titan Drewman và đưa ra Drewwoman với một thông điệp rằng hãy phá hủy căn cứ của tộc Clockman, hoặc không thì Drewwoman sẽ bị giết. Giờ đây thì chỉ còn mỗi Drewwoman là niềm hy vọng cuối cùng với Titan Drewman. Nên thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ làm mọi thứ để bảo vệ niềm hy vọng ấy. Đó chính là lý do mặc dù trước đó Titan Drewman đã đấm đám Skibidi Toilet như tử, và rồi Drewwoman đã lắc đầu bảo rằng đừng làm như vậy, nhưng Titan Drewman vẫn cố chấp nghe theo lời của đám Skibidi Toilet. Và rồi anh ấy đào hầm và di chuyển để tiêu diệt căn cứ của tộc đồng hồ. Tập phim tới đây cũng kết thúc. Thực sự mà nói thì không thể nào trách được Titan Drewman. Trong tình cảnh éo le như vậy thì mình có thể hiểu được cảm xúc của anh chàng này. Ngoài ra thì trận đánh giữa Titan TV Man và Titan Drewman thực sự quá là mãn nhãn. Mình nghĩ đây là một trận solo đỉnh cao nhất từ trước tới giờ của vũ trụ Doom Studio. Các bạn thấy tập phim này như thế nào? Nếu thấy video này hay và thú vị, hãy để lại cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực trong những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.